Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm với khẩu M4A1 Predator, một trong những khẩu súng VIP người ta gọi là bậc trưởng lão rồi. Nó có cái chức năng nhảy cao khá là hay. Mình sẽ test nó. Mình sẽ hack nhảy cao trá hình, bay rất cao và xa. Úi giời ơi, nó dính như keo dính chuột thế cơ mà. Tạch làm sao được. Đây là một chức năng khá là hay trong dòng súng VIP. Tưởng tượng mình đang là con zoom đội lốt chiến binh, chứ không phải là con người nữa rồi. Đi đâu chạy đi đâu mà nhanh thế, định mệnh ra đây. Hơn 500 viên đạn nó sẵn sàng ghim vào mồm các bạn, không một chút đắn đo và lưỡng lự đây này. Đó, nghe thằng Tơ Tơ hồi sinh sau nhà. Tôi thấy thằng Tơ đứng sau nhà. Tôi thấy cái định mệnh nữa. Đúng là châu bò đánh nhau rồi mới chết. Ra la liếm đi thôi, mắm tôm nó dính ngay vào mồm. Thanh niên này bót kêu cho mình này. Rồi bạn trên luôn đi, hơi xa, mình lao xuống nguy hiểm lắm. Rồi chạy đi đấy. Người ta phải thử lòng nhau như thế này. Mình tin tưởng anh em. Lòng tin nên đó là một cái thứ gì đấy rất là cao cả. Mình phải tin vào nhau. Ôi, cứu lên, may quá. Một cái FP ơi, tôi yêu bạn quá. Vừa nói dứt mồm xong, mình tin tưởng bạn. Gia đình mình tin tưởng bạn. Anh em xem clip tin tưởng bạn là sẽ bắn nhiễm độc ủng hộ mình. Anh đi săn kinh phết nhỉ. Đằng sau vẫn còn hai thanh niên nữa này. Rồi một thanh niên trong nhà ngoẹo rồi. Bà đang ngó một củ tỏi rồi. Đứng im này mạnh lắm. Định mệnh đúng là chích vào đầu. Không cần nhấp nháy em thì vẫn đi về với cát bụi được. Từ từ thôi. Tôi lại chết luôn. Rũi không kìa kịp chú. Ôi trời ơi anh ơi. Anh ơi người nhà anh ơi. Làm cái gì đây. Cái định mệnh dọa người ta vay. Ôi dèo ơi nó lại ít dồn quá cơ. Định mấy con nào con đấy xanh lè này, còn cái thiên sư cái thằng này nữa. Mày nhớ mặt bố mày đấy. Mày đáp bom tao nhá thằng Tư. Làm gì. Trời ơi bay kinh lắm. Điên thế nhỉ, anh em có bom ngăn lao nó xuống kìa. Nó đẩy ghê phết đấy. Mày chơi tao là nhịn từ nãy đến giờ rồi. Tao nhịn chúng mày từ nãy đến giờ rồi nhá. Mày giỏi thì thằng nào con đấy xếp hàng. Viết sớ tí chửi thương bằng thương thằng một. Vâng. Thanh niên kia vừa kêu mình vâng DM xín vừa thôi. Chơi chưa bao giờ thấy tiền à. Xín. Tiểu thuyết ngôn tình. Nó mày thế. Anh tiền ơi. Anh ngã có đau không khi anh từ trên thiên đường anh rớt xuống đây. Rồi bây giờ mình mấy xem mấy clip ngôn tình nghe nói chuyện công nhận buồn cười là nhiều khi vãi cả một số thứ ra quần ấy. Kinh lắm. Mình tính mình nó rất là thật nên là nghe những cái đấy cảm giác sợ sợ. Thôi thế là xong. Ôi giời ơi sao lại chết luôn thế này. Ôi giời ơi bạn ơi, thế lại nhìn nhòm ngó thằng nào đấy, nó không mặc cái gì hay sao mà này chăm chú quá. Đằng sau kia kìa ông ơi, nhìn mình nhìn đi súng đạn tới hết cả mắt nào. Mày tưởng mày hồi sinh mà mày to à? Mày ra đây hồi sinh mà to à? Chỉ chạy được một đoạn thôi. Có thằng bung kìa. Anh Tơ, có thằng bung này, anh cho nó bắn tôi vào mồm với tôi. Có lẽ bắn rất là sướng bởi vì nó nhiều đạn cơ mà. Nên là chúng ta cứ cày bất chấp. Cày không phải nghĩ ngợi thì bố con thằng nào hết. Mặc định nó là 50 viên đạn rồi. Cái đợt mới ra khỏi này là ra luôn map vừa sinh học này mình cũng khá là nhớ. Ôi, nhát sọt ghê quá. Ôi, anh em trong phòng này toàn để cho mình ăn thôi. Chém đi các bạn ơi, lên mặt thờ kia kìa. Với nhau đông như chợ vừa lãi có phải sướng không? Khổ người ta không muốn ăn. Cứ dâng cái mồm như thế này không ăn này vì đỉnh mệnh. Không muốn ăn cứu. Chém vào kia kìa. Cứ đứng trước mặt bạn ấy. Đấy. Như thằng kia phải sướng không? Đỉnh mệnh không ăn nó lại bỏ rồi mình khinh nó. Rồi yên tâm có tiền bảo kê đây rồi bạn ơi. Thằng Tơ phải chết. Thằng Tơ phải chết, nó vẫn chưa chết. Vâng, mặc dù dã hàng tấn container đạn vào mồm, vỏ đồng cái thứ bay ra thứ tư, nhưng mà anh vẫn không chết. Mình vẫn giết thằng kia, mình tưởng là hero vẫn đi chém chết được cơ. Thứ cấu. Ôi, ngáo người ơi, phát hơi giật. Sorry. I am sorry. Bây giờ hero thì không xoắn bố con thằng nào cả. Đây thì mày hút này đâu ra. Khổ. Cứ làm như nước miễn phí không bằng hút nấy hút để thôi. Nó chết rồi thì thôi cho nó nhắm mắt nó yên nghỉ đi. Thôi không giết thằng Tơ rồi.
giây nữa là mình ăn chùa được thằng tơ đấy, hơi đen, hơi nhỏ nhem. Cái hôm ra khẩu súng này là như lúc này là 10 giờ rồi bọn mình đã át. Cái đợt đấy mình còn phải ra quán net chơi cơ, ra quán net làm clip, xong là tải lên YouTube, xong là về nhà mình dùng laptop để render, xong lại tải đi tiếp. Trời ơi, đợt đấy mệt lắm, trời thì đắng trang trang. Dùng cái laptop mình render 2 tiếng liền, nó lỗi cho một cái, nước mắt nó khóc, chảy ròng ròng. Thành Hiền, mẹ bây giờ chém công chả biết ông nào lại giúp mình. Bình thường ăn nhau đi phải sướng không, để cho mình ăn kêu bây giờ ngại lắm. Trời ơi. Núp à, có bom không bạn ơi? Rồi bạn đã có bom xuống dưới, bạn hơi sai lầm. Cứ đứng ở trên đây hưởng có phải sướng không? Không biết hiểu lý do gì đã bom lao xuống hư cấu. Kiểu như là lỗ bom mà xuống dưới nó đẹp hơn ở bên trên hay sao ấy. Bây giờ nó sở thích nó là lùng lắm. Bố ông tờ fake ông chém ghê quá. Nữ 6.000. Mất một thanh niên trong nhà này kìa. Định mệnh con lại mình lùa xuống rồi mà. Rồi, rồi. Ông vẫn chưa biến à. Thế bây giờ hai tơ vào chăm sóc thì có chịu chết không? Nó lại còn rơi xuống đây nữa. Khó, khó lắm cơ. Nó không muốn mình ăn. Nó muốn cả cuộc đời của nó dành hết cho con hàng fake này. Mày dốt lắm cơ. Hàng thật thì không muốn. Nhưng muốn cái con hàng fake làm cái gì? Hàng thật khoai to, đẹp trai, đen hôi, không thích thì thôi. Bom này. À, cái khẩu mà 4 này mình thấy là các bạn chỉ dùng cho zombie thôi. Chứ còn bình thường bắn đấu đội đấu đơn ấy. Nhiều ông cứ bảo nó không ăn được Transformer hay là con beat. Có lẽ là do cảm nhận của từng người thôi, nhưng mà mình thấy ít bắn lắm. Toàn trong zombie cũng thi thoảng mấy à, cũng không có nhiều. Cái này được cái đó, mình cảm tưởng nó cận chiến nó xa hơn, nó ảo ảo kiểu gì ấy. Bây giờ xa hơn đi, chậm hơn một tí theo mình thấy thế. Đây là cảm nhận thôi, mình cũng chưa test. Chưa test cụ thể. Con đi tá, định mệnh con đi tá. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Úi giời ơi, úi giời ơi. Úi giời ơi. Người ta đang hóng hứa tí thôi, quả bom nó lổ. Nó lại ưng nằm. Mày đuổi bao nhiêu máu, bao nhiêu máu, bao nhiêu máu bạn ơi. Khẩu súng này ít đạn thật đi. Công nhận tôi cày chan chề nó vẫn còn đạn mười mấy viên. Lạ thật. Không ai chết đâu. Không ai mà dùng tin hóa cơ. Thế đó như kia mấy bạn dùng nó. Ui hay. Hay năm. Được đấy. Chết sạch. Ui giời ơi, tuyệt vời chưa. Chết hay chưa? À, thằng tơ ra kia định mệnh lý tá nó săn mình rồi. Thôi tơ ơi, bạn còn tình người thì ra nhá. Bây giờ ông tư bom là chúng nó thông. Mất luôn cái giáp này hư cấu. Lý tá nó móc đấy. Chúng ta có làm những cái tội tình gì đâu mà nó cứ đứng dưới nó thỉnh thoảng nó xỉa cho bác. Ui hóa nhanh thế. May mấy em tỉnh em chạy kịp. Không thì 6.000 máu nó đi vào lòng người rồi. Nhìn lên đây nào thằng đây. Ôi tôi chết tôi rồi, lỡ đà rồi. Cái định mệnh mày chết phải giết được con này. Ôi, hơi đen này. Từ thuộc clip thôi, mình vừa ra một khác đây. Phòng kia các bạn ấy nhận ra mình nhiều. Toàn đứng cho bắn, hơi chán. Có một số thành phần ở hung hãn thì chém. Bây giờ mình ra một khác nè, chơi cho nó hổ báo. Đây là mình chơi với 4 thường nhá. Lần cấp từ nãy giờ hít mắm tôm điếc hết cả mũi rồi. À, hóa hủy diệt. Ôi bạn ơi, pha đấy bạn quay lại đằng sau có phải ăn ngay quả tặng không? Mình nhìn nó chém bạn mà mình xót hết cả ruột rồi. Ở đấy nó ăn cận chiến được là cũng hơi gato đấy. Nào ra đây. Chơi không? Mày chơi không? Nó thành niên cầm M4 là một vít mà hơi xoắn. Chắc sợ là vào ăn cận chiến. Ui ôi. Mày vào đây. Úi giời ơi. Hư cấu. Mày nhấn đáy đây còn nữa. Con nữa không? Bọn mày vào ra thụt vào như thế mà hay à? Khổ chọn một cái chết nào nó nhẹ nhàng hơn thôi. Đằng nào chả chết nó như nhau mà. Khổ lắm. Định mày đi tá rồi. Nó tàng hình nó vả mình một cái mình đi luôn đấy. Mất cái băng bảo vệ rồi giờ không đùa được. Nữa nào. Mày ơi. Ôi trời ơi. Mày chơi đạo. Úi trời ơi chơi này đảo. Bố mày ghét. À hồi máu. Hồi máu. Ui tôi bạn ơi xin lỗi bạn ơi. Mình hơi chủ quan bạn ơi. Một phút khinh thường đã dành cho bạn. Mày trâu thật đi. Một phát 4.000 nó vẫn không đi. Nữa này.
Úi giời bạn ơi, cái pha đấy là của con y tá kia mà. Sao y tá này lại ra hóng hàng thế? Chết là đúng rồi. Chia sáng giúp nào. Vâng, chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia quyến, nó là còn thằng nữa rồi. À, y tá có thể đẻ được nha, nhưng mà thôi, nó đã có ý định như thế này thì tôi chết luôn đi. Mình cũng dừng clip đây thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Anh em đừng quên nhấn like nhá.